tôi cần 5 triệu và đưa có vài trăm bạc thế này thì tôi đưa Linh ăn cái gì? Anh xin lỗi. Tôi nói thật nhá. Chờ mẹ một tí. Bà làm cái quái gì mà chúng em lại tìm vậy thôi hả? Mẹ cố lắm rồi con. Con tính mẹ đi nhặt đồ đồng nát rồi bán, có kiếm được bao nhiêu đồ con? Tôi cần 5 triệu mà bà đưa có vài trăm bạc thế này thì tôi đưa Linh ăn cái gì? Bà làm mẹ mà không lo cho con mình, bằng bạn bằng bè, bà không cảm thấy xấu hổ à? Con ơi, thôi được rồi, để mẹ sẽ cố thu xếp cho con nhá. Thôi, bà biến đi. Thì ai nhìn thấy tôi và bà nói chuyện thế này thì không có hố mà chui đâu. Bác ơi, bác làm sao vậy ạ? Dạ. Cậu ơi, tôi nhờ cậu, cậu mang số tiền này vào kia cho con trai của tôi được không ạ? Nhưng mà tại sao bác không tự mình mang vào ạ? Chả là thế này, nếu tôi mang vào ấy, tôi sợ bạn gái nó nhìn thấy tôi, nó chê tôi là nhà quê rách nát bần hàn cậu ạ. Bạn gái nó là con nhà tiểu thư lá ngọc cành vàng. Bao nhiêu tiền tôi dành dụm tôi đều đưa hết cho con trai tôi để cho nó khỏi xấu hổ với bạn bè. Cô ơi, cô cho tôi xin cái lon này được không ạ? Tôi cảm ơn các cô ạ. Bác ngồi đây đợi cháu một lát nhé, để cháu vào nói chuyện với con trai của bác. Cảm ơn cậu ạ. Wow, cuộc đời này sang chảnh quá nhá. Ăn uống, ui dồi ôi, toàn đồ đắt tiền này. Có như vậy thì mới xứng đáng với người đẹp ngồi bên cạnh chứ. Cảm ơn anh. Không biết anh là ai mà lại chen chân vào cuộc hẹn hò của chúng tôi thế này. Cô không biết tôi, nhưng tôi lại biết bạn trai cô đấy. Anh ta là một thằng nhà quê, chân đất mắt tét, chỉ biết ăn bám mẹ. Cái cuộc hẹn hò ngày hôm nay này, và tất cả những gì anh ta đã chi trả cho cô từ trước đến giờ ấy, đều là nhờ mẹ anh ta phải đi nhặt từng chiếc vỏ chai. Cả anh ta và gia đình anh ta đều không hề hào nhoáng như những gì anh ta đã thể hiện. Anh ta như vậy thì liệu cô có còn yêu anh ta không nhỉ? Anh ta nói đúng à? Không, không phải vậy. Anh còn gì để giải thích không? Hóa ra là bấy lâu nay anh giở trò lừa đảo à? Không phải, không phải. Anh xin lỗi. Tôi nói thật nhá, đã không có tiền ấy thì đừng học đòi người khác chơi trò tình cảm, hiểu chưa? Từ bây giờ đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa.
Sao? Cay cú lắm nha. Nhưng mà đáng đời. Đồng tiền mà mẹ cậu làm ra bằng mồ hôi với nước mắt ấy, không phải là để cậu chạy theo một cái thứ tình yêu hư ảo, càng không phải để cậu đua đòi theo một cái cuộc sống nghèo giàu sang. Anh là ai? Tuổi trẻ, làm điều gì có ích một tí đi. Đừng để tuổi thanh xuân của mình trôi qua một cách lãng phí như thế. Cậu và gia đình cậu ấy nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cậu hiểu chứ? Trên đời này, tội lớn nhất là tội bất hiếu, nghe chưa? Mẹ cậu đang ngồi ngoài kia kìa, ngồi dưới cái nắng 40 độ kia kìa.